đang cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga-Mỹ lần đầu trao đổi về Ukraine. Ukraine tiết lộ hậu quả cuộc tập kích vào căn cứ Nga tại Yeltsin. Điện Kremlin phản ứng trước thông tin Serbia cung cấp vũ khí cho Ukraine. Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Huấn rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Bên lề hội nghị Brimcop Reading hôm 25 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã lên tiếng cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân hiện rất cao. Thứ trưởng Ryabkov nói với các phóng viên, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân hiện rất cao. Ông Ryabkov cũng cho biết, các đối thủ phương Tây cố tình đưa ra những điều kiện không thể chấp nhận được cho các cuộc đàm phán an ninh với Moscow. Ông Ryabkov nói, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi cần suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo và cách giảm thiểu rủi ro xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp. Cần tiếp tục một cuộc trao đổi chuyên nghiệp về vấn đề này. Thật không hay, các đối thủ của chúng tôi đã chính thức đưa ra những điều kiện cố tình không thể chấp nhận được để tiến hành một cuộc đối thoại như vậy. Theo Thứ trưởng Ryabkov, việc phương Tây đánh giá thấp khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân có thể gây ra hậu quả chết người. Ông Ryabkov nói thêm, tình hình hiện tại không có giải pháp dễ dàng và không có lối thoát dễ dàng. Tất nhiên, việc các đối thủ phương Tây đánh giá thấp khả năng sẵn sàng tự vệ của Nga và việc Nga đảm bảo lợi ích của mình trong mọi tình huống là rất rủi ro. Tôi thậm chí không muốn sự suy đoán rằng sự đánh giá thấp này có thể trở thành bi kịch. Ông khẳng định Nga có đủ nguồn lực để gửi thông điệp răn đe hạt nhân tới phương Tây, ngay cả khi các quốc gia này không sẵn sàng đối thoại. Nhà ngoại giao Nga cho biết, tôi tin rằng chúng tôi có nguồn lực cho phép chúng tôi làm điều đó, truyền tải thông điệp mặc dù phía bên kia thiếu sự sẵn sàng để tiến hành một cuộc đối thoại rõ ràng và tỉnh táo, giống như cuộc đối thoại mà chúng tôi từng có trước đây. Nhưng vẫn có một mối nguy hiểm, không nên đánh giá thấp điều đó, một quốc gia có thể mắc sai lầm, chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn điều đó. Ông Ryabkov kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn việc thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn hạt nhân. Ông cho biết, mục tiêu chung của chúng ta là ngăn chặn thế giới và trước hết là thế giới đa cực rơi vào hỗn loạn hạt nhân. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề rất quan trọng. Ông Ryabkov nói thêm, thế giới hạt nhân đa cực và vai trò của các hiệp ước đa phương trong lĩnh vực kiểm soát và không phổ biến vũ khí là một vấn đề rất quan trọng, cần được thảo luận sâu. Ngày 21 tháng 6, bình luận trên kênh Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Mỹ đang khá nghiêm túc trong việc đàm phán với Nga về một hiệp ước mới để cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược. Tuy nhiên, ông Medvedev khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra nếu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và ngăn chặn nước này gia nhập NATO. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga sẽ không tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới với Mỹ cho đến khi Washington lắng nghe quan điểm của Moscow. Ngày 25 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện qua điện thoại lần đầu tiên sau hơn một năm. Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã thảo luận về tầm quan trọng của các đường dây liên lạc mở. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Patrick Ryder nói với các phóng viên rằng ông Austin đã bắt đầu cuộc trò chuyện và đây là cuộc gọi đầu tiên giữa họ kể từ tháng 3 năm 2023. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Belousov đã cảnh báo ông Austin về mối nguy hiểm khi Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, có thể dẫn đến nguy cơ leo thang trong cuộc xung đột kéo dài 28 tháng với Nga. Trong cuộc điện đàm, cả hai bộ trưởng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì kênh liên lạc giữa hai quốc gia. Nga cho biết trong cuộc trò chuyện, ông Austin đã đề cập đến khả năng triển khai quân đội Mỹ tới Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ không có kế hoạch thực hiện điều này hiện tại và trong tương lai. Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Patrick Ryder cũng cho biết Washington chưa đưa ra quyết định về việc điều động binh lính hoặc các nhà thầu quân sự sang Ukraine. Cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến quan hệ giữa Moscow và Washington xuống thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Vừa qua, Moscow tuyên bố Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng 5 tên lửa do Ukraine thực hiện tại bán đảo Crimea, gây ra cái chết của 4 người và làm 150 người bị thương. Việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine đã được nối lại vào tháng 4 năm nay với sự chấp thuận của Quốc hội cho gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ. Mỹ khẳng định họ ủng hộ yêu cầu của Ukraine về việc quân đội Nga rời khỏi nước này và khôi phục biên giới thời hậu Xô Viết.
Mới đây, Hải quân Ukraine đã tiết lộ hậu quả của cuộc tấn công vào một căn cứ huấn luyện quân sự ở Chay, thuộc tỉnh Krasnodar, Krai, Nga. Phía Ukraine cho biết, cuộc tấn công đã hạ gục một số huấn luyện viên và nhân viên kỹ thuật, đồng thời phá hủy 120 máy bay không người lái tại căn cứ này. Theo New Voice of Ukraine, vụ tấn công được cơ quan báo chí của lực lượng Hải quân Ukraine thông tin vào ngày 24 tháng 6. Theo báo cáo, cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Trung tâm Huấn luyện Phòng không số 726 ở Chay. Tuyên bố của Hải quân Ukraine cho biết, cơ sở này của Nga tham gia vào việc đào tạo và chuẩn bị cho quân nhân sử dụng và vận hành nhiều loại máy bay không người lái khác nhau. Ukraine thông tin rằng cuộc tấn công đã hạ gục một số huấn luyện viên và nhân viên kỹ thuật tại cơ sở sản xuất máy bay không người lái Shahed của Iran, thiết kế bên trong Trung tâm Huấn luyện Phòng không số 726. Kênh Telegram Dache Spiona tiết lộ, các nạn nhân gồm Kunia, Sadreev và Kazanov, kênh Dache Spiona chỉ cung cấp họ của các nạn nhân. Trong khi đó, kênh Telegram Acha, một nguồn tin thân Nga cho biết 9 quân nhân Nga đã bị thương trong cuộc tấn công này. Ukraine còn cho biết, cuộc tấn công đã phá hủy 20 máy bay không người lái cảng tử Shahed 136, 50 UAV tấn công Lancet, 40 UAV trinh sát Jala và 10 UAV trinh sát Supercam. Trước đó, lực lượng hải quân của lực lượng vũ trang Ukraine phối hợp với cơ quan an ninh Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công vào khu huấn luyện quân sự của Trung tâm Huấn luyện Phòng không số 726 ở Chay. Căn cứ này cũng là nơi liên lạc phóng các máy bay không người lái Shahed để tấn công Ukraine. Hình ảnh vệ tinh do nhà phân tích Brady Ulfric của Osin công bố trước đó cho thấy hậu quả của vụ tấn công bao gồm một tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng, có thể do một vụ nổ mạnh hoặc do các máy bay không người lái Shahed phát nổ. Ngoài ra, hai cấu trúc khác cũng bị hư hại. Ukraine chưa công bố lại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công này. Serbia có quan hệ tốt với Moscow và đã từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt chống lại Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Serbia và Moscow đã nổi lên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự Ukraine, với việc Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić gọi Ukraine là quốc gia thân thiện và nói rằng Crimea và Donbass do Nga kiểm soát là lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Hôm 23 tháng 6, báo cáo của Financial Times đã làm nổi bật sự cân bằng này trong mối quan hệ với Ukraine và Nga khi cho rằng lượng xuất khẩu đạn dược trị giá khoảng 800 triệu euro, tương đương 855 triệu đô la Mỹ của Serbia đã đến Ukraine thông qua bên thứ ba. Tổng thống Vučić nói với tờ Financial Times rằng mặc dù Serbia không thể xuất khẩu sang Ukraine hoặc Nga, nhưng họ vẫn có hợp đồng với Mỹ, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc và các nước khác. Khi được hỏi về việc bán đạn dược của Serbia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chúng tôi đã thấy và nghe những tuyên bố này của ông Vučić. Chúng tôi sẽ giải quyết chủ đề này khi liên hệ với những người bạn Serbia của chúng tôi. Nhà phân tích chính trị Nikola Mikovic ở Serbia nói với Newsweek rằng, ông Vučić coi thỏa thuận này là một cơ hội thương mại lớn và trái ngược với nhận thức của phương Tây. Serbia không phải là đồng minh của Nga, đã lên án cuộc chiến ở Ukraine và ủng hộ phong trào chống Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chuyên gia Mikovic nói với Newsweek, chính phủ Serbia công khai ủng hộ Ukraine về mặt chính trị và ngoại giao, trong khi họ gián tiếp vũ trang cho Kiev. Theo Reuters đưa tin, năm 2023, Serbia đã bị cáo buộc cam kết cung cấp hoặc đã giao vũ khí sát thương cho Kiev. Tuy nhiên, chính phủ Serbia đã công khai phủ nhận. Dù vậy, trong cuộc phỏng vấn hôm 23 tháng 6 với tờ Financial Times, ông Vučić cho biết, việc bán đạn dược của Serbia là một phần trong sự hồi sinh kinh tế của chúng tôi và quan trọng đối với chúng tôi. Ông Vučić nói thêm, tôi cần phải chăm sóc người dân của mình, chúng tôi có những người bạn ở Kiev và Moscow, đây là những người anh em Slav của chúng tôi. Theo nhà phân tích chính trị Mikovic, Điện Kremlin không có khả năng gây nguy hiểm cho mối quan hệ với Serbia. Ông nói, điều mà Tổng thống Vučić lo sợ là phản ứng của các cử tri của ông ấy, vì đại đa số họ có hướng thân Nga mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao các phương tiện truyền thông ủng hộ chính phủ Serbia giữ im lặng trước các báo cáo về việc Serbia trang bị vũ khí cho Ukraine. Ngày 24 tháng 6, trong một cuộc họp báo kỷ niệm một năm khai trương tuyến đường sông sử dụng tàu thủy chạy điện trên sông Moscow, Phó Thị trưởng thủ đô Moscow, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Phát triển Cơ sở Hạ tầng Đường bộ Moscow, ông Maxim Liksutov đã chia sẻ những thành tựu ấn tượng về hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Theo ông Liksutov, số lượng ô tô hoạt động tại Moscow đã giảm đáng kể trong 5 tháng đầu năm nay. Điều này được cho là kết quả của việc phát triển đồng bộ các giải pháp giao thông công cộng tiện lợi, bao gồm mở rộng mạng lưới tàu điện ngầm, phát triển dịch vụ taxi và làn đường dành riêng.
Hiện nay, gần 70% người dân Moscow sử dụng phương tiện giao thông công cộng, một con số cao so với các thành phố khác trên thế giới. Ngoài ra, việc đưa vào vận hành hai tuyến metro mặt đất xuyên trung tâm MCD mới cũng đã góp phần giảm tải cho giao thông đường bộ. Theo ông Lik Zutov, số lượng hành khách sử dụng MCD đã tăng gấp 3,6 lần so với giai đoạn trước khi tuyến đường này được khai trương. Bên cạnh đó, Moscow cũng đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành taxi, với hơn 187.000 xe hoạt động, một con số kỷ lục kể từ năm 2010. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực này đã giúp giá cước taxi trở nên phải chăng hơn. Hướng đến tương lai, Moscow đang tập trung vào việc phát triển công nghệ giao thông hiện đại. Ông Lik Zutov cho biết tàu điện không người lái sẽ bắt đầu hoạt động tại Moscow vào năm 2024. Nguyên mẫu tàu điện không người lái đã được thử nghiệm thành công và dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động chính thức sau 3 giai đoạn. Bên cạnh đó, Moscow cũng đẩy mạnh phát triển vận tải đường sông bằng tàu thủy chạy điện. Trong một năm hoạt động, các tàu thủy chạy điện trên sông Moscow đã thực hiện 35.000 chuyến đi và vận chuyển gần 1 triệu hành khách. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tàu thủy điện sẽ hoạt động trên toàn bộ sông Moscow. Thủ đô nước Nga cũng có kế hoạch cải tạo hoàn toàn đội tàu sông và mở một nhà máy đóng tàu để đóng tàu thủy chạy điện.